Rồi chào cả nhà, ngày hôm nay thì trước mắt chúng ta là cái cây nguyệt quế này cũng quen thuộc ha các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình làm một cái clip ngắn để chia sẻ với các bạn về cái cách để mình trồng một cái cây nguyệt quế mà vào trong cái chậu này ha các bạn. Đưa nó vào trong các cái chậu này. Chậu này thì chậu này mình mua là chậu 1m2 ha. Chậu này 1m2. Đó, chậu cao vậy ha. Và chậu này thì nó cũng tương xứng với lại cái cây nguyệt quế này rồi. Cây này các bạn nhìn rất là quen rồi ha. Rồi, quen quá. Chất trồng của mình thì cũng rất là quen thuộc các bạn, không có cái gì mà thay đổi nhiều. Trước mắt chúng ta là cám sừa dừa ha. Thì cái này anh em nó đang xới cho nó tơi ra nè bạn. Tại vì để trong bao thì nó bị giống cục lại vậy nè. Phải xới, mình phải làm cho nó tơi ra. Rồi bên đây thì là một cái đống cát. Thì cái tỷ lệ mà mình vẫn chia sẻ với các bạn đó, đó là cái tỷ lệ 1:1 ha, tức là một cát và một cám dừa, không thay đổi ha. Cái tỷ lệ này nó vừa đảm bảo cái chất trồng của chúng ta là cây nó phát triển ổn định, và đồng thời nó giữ cho cái phần bầu đất của chúng ta nó được rất là bền các bạn. Tưới phân, tưới thuốc gì vô cái bầu đất á, nó cũng rất mau là nó cái cây nó tiếp thu. Rồi sau khi mà cái phần bột sơ dừa đã được đánh tơi ra rồi, mình cho cát lên trên. Rồi bây giờ thì anh em mình nó cào, đừng có nó trộn cái phần cát với cám dừa. Trộn gì nào mà nó đều tương đối thì coi như là xong ha các bạn. Cố gắng là trộn cho nó đều đều tới chút. À, trộn đều chút thì nó ngon. Còn mà cát ra cát, từ cám dừa ra cám dừa thì không im ha. Giờ mình phải đi 6, ít nhất cũng phải 2 lần các bạn. Chứ 1 lần thì chưa đâu chứ. Giờ cát còn cát mà cám dừa nó còn cám dừa nè. Thì sau khi mà mình nghe của mình trộn cái lần thứ nhất rồi đó các bạn, thì bây giờ là đến lần thứ hai. Các bạn thấy lần thứ hai thì bắt đầu nó cát với lại là cám dừa bắt đầu nó hòa quyện vào nhau ha. Thiệt sự á thì cái hỗn hợp chất trồng này á là anh em nhà vườn mới phát triển sau này ha. Chứ ngày xưa thì mình chỉ biết đến là đất rồi phân rơm này kia ủ quay thôi, phơi khô thôi, chứ còn không biết đến cái vụ này. Mãi về sau này thì do học hỏi kinh nghiệm rồi thực tiễn ha, của cái công việc mà mình sáng tạo ra được cái loại hỗn hợp chất trồng này các bạn. Thì cái này phải nói rằng là cảm ơn anh em nhà vườn rất là nhiều. Nó không có thì mình cũng không. Ngày hôm nay thì anh em mình trồng vẫn với cái kiểu cách là đất rồi phân cho chuồng, phân này kia quay một thôi, nhưng mà để thời gian cái gì đó, đất ở đây phân chuồng nó quánh cục lại, nó nứt nẻ ra ha. Rồi tưới nước nhiều nó rọt hết trơn, nó đâu có giữ được ở trên cái chậu đâu. Đất thì nhiều, tưới nước thì linh láng, mà cây thì nó héo quẹp ha. Nó nhờ cái công nghệ, nhờ cái sự phát triển của anh em mà bây giờ mình có được những cái cây trồng mà nó vừa rất là tốt ha, mà vừa được giữ được lâu trên bầu đất. Nó thì mình cũng sổ bớt bầu ha, đã bầu bự quá đưa lên không nổi. Với lại là nó cho nó điều kiện nó tiếp với lại cái chất trồng mới một cách thật là nhanh chóng ha. Bây giờ mình làm được một cái bầu bên đây. Bầu bên đây cũng xong rồi nè. Bắt đầu nó nhẹ rồi. Thì mình gánh mình đưa lên trên này đây. Gánh đưa lên đây ha, là xong. Sau cái thời gian mà cực khổ đưa lên ha, gánh nó lên thì bây giờ là nó đã được an vị rất là ngon lại rồi ha. Mình chỉ cần thêm cát vô. Chất trồng nè, thêm vô nữa là coi như là xong. Các bạn thấy nè, sau khi vô đất rồi thì cái cây sau khi mà vô đất đó, thì cái phần đế này nó bị nhô lên nè. Thì mình tiếp tục mình dựng cái một cái miếng dừng lên. Miếng dừng này các bạn có thể chọn nhiều cái chất liệu khác nhau ha. Có người thì sử dụng thiết, như mình thì mình sử dụng thiết nè. Có người thì xài miếng alu ha, có người thì xài miếng nhựa. Nói chung là miếng nào cũng được các bạn. Mình chấn một miếng lên. Rồi sau đó mình cho cái chất trồng lên trên nữa, phủ cái phần đế nè.
Thì cái phần đế này các bạn biết hôm trước thì mình có nói rồi đó, tức là nó nằm ở dưới đất các bạn, mình bứng lên mình trồng nó thì mình phải để cho nó từ từ ra, nó phơi cái đế chứ mà mình không có gấp, không vội vàng ha, tại vì nó bị sốc thì cái cây nó cũng không có tốt ha các bạn. Đó, rồi sau đó thì mình tưới nước thật là đẫm, rồi lấy đồ cũ lên trên mặt này nữa, là coi như đặt một cái cây nguyệt quế, và cũng như là các cái cây cảnh khác các bạn, cũng như mai thì mình đặt vào trong này, coi như là mình đã xong cái bước đầu tiên cho cái việc đặt một cái cây phôi vào trong chậu ha. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video hay thì nhớ cho mình một cái like và chia sẻ cho những người khác cùng xem ha. Rồi kính chào các bạn, chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Đèn nó lên rồi các bạn ơi. Đó, đèn nó lên rồi ha. Rồi chào các bạn nha.